Làm việc thì em đang nói chuyện khách hàng, có thể em nốt máy lại, em hát một câu ngu ngơ nào đó. Vậy bây giờ em ghi nhận cho anh nha. Ghi nhận cái gì? Nếu như anh không đồng ý thì em xin phép được gác máy, em chào anh. Ê, trời trời. Hát anh bên kia xỉu luôn, không bấm nút nữa chắc còn chết em nữa. Bạn nam cũng có, nữ cũng có, nhưng mà nam hầu như bạn trai của họ thì đẹp trai hơn họ nữa. Nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được nè? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm chị. Vậy còn nhỏ vậy lấy luôn hả? Tại vì còn nhỏ chụp hình cưới cho anh đẹp. Thôi, bây giờ mình giới thiệu về mình. Em tên là Võ Hữu Khương, năm nay em 24 tuổi. Em đang là kỹ sư an toàn. Kỹ sư an toàn là sao? Dạ là mình coi về các công tác an toàn ở trên công trường hoặc là nhà máy này kia chị. À, quê em ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang, em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Dạ em tên là Lê Thị Hồng Phượng, hiện tại thì em 22 tuổi. Em quê ở Long An, em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại công việc của em là em đang làm bên mảng chăm sóc khách hàng của nhà mạng Vinaphone. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em? Thì điểm mạnh của em thì em hòa đồng, dễ gần. Nói chung là mới gặp em có thể tiếp chuyện được với người đó. Và hơi khùng xíu, hơi lầy xíu. Khùng, lầy là sao em? Tức là em khi mà em cảm thấy người đó hợp với mình rồi, hợp gu rồi là em lầy hết mức. Và khùng hết cỡ. Đang làm việc thì em đang nói chuyện khách hàng, có thể em nốt máy lại, em hát một câu ngu ngơ nào đó. Em câu giờ khách hàng vậy đó hả? Em nốt một xíu thôi, em hát chừng câu vài 4-5 chữ thôi. Còn gì nữa em? Nếu như còn điểm yếu thì em hơi nóng tính một xíu. Và khi mà em nóng tính rồi thì nói chung là bất cứ ai nói cái gì em cũng không có nghe hết. Bây giờ thí dụ anh là khách hàng nè, gọi tổng đài em nè. Alo. Dạ số 6156 xin nghe ạ. Làm ăn gì kỳ cục vậy? Đứt mạng hoài vậy? Dạ anh gặp tình trạng đứt mạng, chưa cầm mạng không được hay sao anh? Mạng wifi hay là 3G ạ? À? 3G wifi gì cũng bị đứt hết. Hiện tại anh vui lòng cho biết bật mạng lên trên cột sóng điện thoại có hiện lên chữ H cộng E, 3G hay 4G gì không anh? 4G H cộng gì đứt hết, không hiện gì hết á. Giờ có tính sao với tôi? Trường hợp này để em hướng dẫn anh reset. Không hướng dẫn cái chân á. Hát đi hát, bấm nút bấm hát. Tôi này căng quá, không có bấm chị. Tôi tức cô rồi đó, tôi nói bực cô rồi đó. Vậy bây giờ em ghi nhận cho anh nha. Ghi nhận cái gì? Nếu như anh không đồng ý thì em xin phép được gác máy, em chào anh. Ê, trời trời. Thường em có hay gác máy không? Có chị cục nào căng lắm nhưng mà hiếm ai, khó tính nhanh lên lắm. Còn cái vụ hát đi, hát vài câu giả tỷ à, nhưng mà em hát dở lắm chị ơi, đông lắm. Kệ, khách hàng đâu nghe đâu, em coi như em gác em hát mình vậy đó. Hát anh bên kia xỉu luôn, không bấm nút nữa chắc còn chết em nữa. Anh đang sẵn sàng lắng nghe. Thôi nè. Để vài bữa có gì về em hát riêng cho anh nghe. Trời ơi cô này cô duyên dễ sợ dễ thương khủng khiếp luôn á. Bạn trai nãy giờ im re vậy em? Dạ. Thế em thấy sao em? Nghe nãy giờ ốc cục em nổi quá trời chưa. Bây giờ tình trường đi. Em trải qua hai mối tình. Mối tình hồi cấp 3 chia tay được khoảng 1 năm. Cuối năm 3 em quen một bạn chung với trường của em. Thì bạn đó thì quê ở Bình Định, cũng dắt về nhà cho ba má ra, cho ba má coi mặt luôn. Mà ba má nói là trời ở Bình Định sao quá, ba má không cho quen. Em ơi, rồi vậy mốt em dắt anh về rồi lỡ cũng vậy rồi bỏ anh luôn hả? Không anh Tiền Giang là em kết rồi. Dễ thương gì mà sao mà ế được, không biết nữa à? Tại vì cái môi trường làm việc của em á chị thì thường là nam. Bạn nam cũng có, nữ cũng có, nhưng mà nam hầu như bạn trai của họ thì đẹp trai hơn họ nữa. Em sợ men lên các bạn lắm, cho nên khó kiếm bạn. Nói chung là có mấy anh IT lên trên đài nữa thì em cũng có ghẹo luôn thiệt. Ghẹo mà mấy ảnh không lắm là sửa máy cho em luôn. Rồi, nãy giờ bạn gái chia sẻ nhiều rồi đó, bây giờ bạn trai chia sẻ đi. Dạ thì từ trước giờ thì gọi là yêu chân thành thì em cũng có trải qua hai mối tình. Gần nhất thì lúc em học năm 2 đại học thì cũng quen gần 1 năm. Nhưng mà cái người em quen thì cũng cấp 3 thôi. Thì cũng con nít với nhau rồi nó chia tay. Do tính chất công việc nó cũng sáng đi chiều mới về, thì cũng không có thời gian. Tụi em thì lười lắm, kiểu như chưa tìm được bạn nào thích hợp thì là cứ nằm nhà em chơi thôi mà. Cho nên em mới tới giờ. Giờ muốn tìm một nữ yêu thương của mình như thế nào? Thì em thích mấy bạn nữ là cao khoảng 1m6 đâu lên. Thích bạn nó có cá tính xíu như bạn kế bên. Về chắc em bị ăn hiếp nhiều lắm nhưng thì em thấy cũng ok rồi. Bạn gái em có công việc ổn định thôi. Mình đã ổn định rồi đó. Không à, nếu mà cắt máy khách hoài còn chưa cắt ổn định thôi nha. Rồi bên kia. Anh ơi, em không cao được 1m6, 58, 59 gì à, không 8m6. Còn nhiều đâu. Trời, cũng có 2 phân thôi em, sao nữa. Em thích bạn trai thì sao? Nói cho anh nghe đây. Bạn trai có một nụ cười giống Ngô Chí Huy. Không
có giống kiên Huy kiên lửa được không? Bạn trai cao tầm khoảng 1m67 đến 75, không mập không ốm, tại em ốm rồi. Anh bên kia ơi, anh có biết nhậu không anh? Dân có em. Anh nhậu bia khoảng được bao nhiêu chai? Thì chừng nào người ta về thì anh về. Vậy được rồi, lâu lâu anh em mình buồn bài ra nhậu ha. Vui hả? Anh em mình buồn. Hồi nãy là anh quên nói là anh thích mỗi con gái là biết nhậu với anh. Mấy chai? Em thì nhậu rượu đế không? Không, em uống rượu đế em cũng không biết uống rượu nhiêu, nhưng mà uống bia chắc em uống tầm khoảng từ 5 đến 6 chai tùy hứng nữa. Anh thật sự anh thấy cô gái này anh khoái dù cá tính đó nha, coi mặt cái coi. Hello. Dạ, chào anh lên. Thôi, bây giờ anh tưởng tượng khác. Không nhận em lạ thiệt á. Lạ không anh? Lạ. Em có thích lãng mạn không vậy? Em cũng thích một tí, nhưng mà đừng lãng mạn quá. Em cũng thích đừng nói những từ ngôn tình, em thấy sến lắm. Dù hôm đó là ngày lễ đặc biệt gì đó, gửi anh về sớm anh làm hết nhà giùm em, có gọi là lãng mạn không? Không. Thì nó có gọi là sến không? Không, anh sến tức là nói những cái từ mà ví dụ như là anh yêu em, khi nào biển cạn thì anh hết yêu em. Đó, đúng rồi, đó là ngôn tình. Còn nếu như anh làm phụ việc nhà của em quá sướng rồi, em nằm không sướng mình chết luôn, cái gì đâu. Em không thích gì ở bạn trai? Bạn trai á? Hút thuốc anh. Anh không có hút thuốc em ơi. Từ được rồi, được nhỏ rồi. Tới lớn không hút thuốc. Không thích gì nữa không? Không thích bạn đó. Hay cằn nhằn em, hơi da trũng nữa. Nói chung là thường thì em có những cơn lười biếng bất chợt, thì đừng có giận em là được rồi, từ từ em làm. Công nhận em hay thiệt nha, em có những thứ bất chợt hay thiệt. Nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được nè? Được thì khoảng 6 tháng đến 1 năm chị. Còn nhỏ vậy lấy, cứ lấy luôn hả? Tại vì còn nhỏ chụp hình cưới cho anh đẹp. Hay, ý này hay nè. Duyên lắm. Em chào chị. Nếu mà được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Thì em cũng đang dự tính là 6 tháng đến 1 năm. Tức là em nghĩ đẹp nhất là tháng 6 năm sau. Tại sao? Em cũng còn trẻ quá mà, lấy vợ chi sớm vậy em? Tại vì em suy nghĩ là mình an cư là mình lạc nghiệp chị. Là em muốn còn trẻ thì mình có gia đình sớm, thì mình mới có cái mục tiêu để mình phấn đấu cho tương lai. Có cái điểm gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích người bạn gái mà giấu gì đó. Em thích một người là ngay thẳng thôi. Có cái tật xấu gì mình chưa chia sẻ không em? Dạ thì cái tật xấu của em thì mọi người nói là em hơi khó tính xíu. Trời ơi, mới chút xíu vậy mình khó tính. Dạ tại vì ví dụ như em khi mà làm việc gì á thì em đã nói là em phải làm liền. Nhưng mà nhiều khi cái quyết định của mình nó chưa đúng, mình phải đem ra mình bàn với những người thân mình chứ. Dạ đúng rồi, thì bởi vì em mới cần lập gia đình để có vợ hay bàn gì với đó. Vợ, dạ không? Đúng rồi. Sau này lấy nhau về thì kinh tế ở nhà ai quản lý? Nếu mà vợ em thích giữ hết thì cũng được. Thì hết ngày cấp cho anh 50 được không anh? Được em, chỉ cần mỗi tối là em nhậu với anh là được. Anh khỏi đi đâu có nhậu thì tiền. Anh đừng có lo, em thích nhậu mà. Kéo màn, hai bạn sẽ có thời gian 2 phút để gặp nhau. Mời bạn. Món hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Em thấy em sao? Em cũng là xinh. Anh khoái cái điểm nhậu lắm. Khi mà lúc mà tìm đối tượng á thì đôi lúc cũng đặt cái tiêu chí đó mà tìm hoài cũng không thấy. Trời ơi, tiêu chí là tìm bạn gái biết nhậu à? Dạ. Thôi mốt lỡ mà anh dắt em đi nhậu đồng nghiệp của anh á thì anh nhậu đi em ăn cho. Ủa tới đây nói chuyện nhậu hả? Khi làm anh hay rảnh thời gian nào nhất? Hiện tại thì anh rảnh vào buổi tối và chủ nhật thôi. Nếu như hẹn hò một tháng, hẹn hò được mấy lần? Tháng thì ngoại trừ 357 ngày nào cũng hẹn hò được hết. Sao là ngoại trừ 357? Thì 357 anh đang buổi tối anh đang có mắt đi học để trao đổi, nó là học thêm. Còn thường là em rảnh 357. Thì để anh sắp lịch học lại sao đâu. Công tác mà qua ngày từng này từng kia có thường đi không? Nói chung có thể. Có thể là thỉnh thoảng thôi hay là thường xuyên? Thường sẽ hết dự án luôn em. Tại vì không thích, nếu như mà lỡ mà hai đứa có tiếng xài cứ đi công tác thì em không thích lắm. Của bạn gái rồi á thì với anh chỉ có một người thôi. Không phải có đi công tác tối anh cũng sẽ về với em. Nếu tối về em được. Anh có ngại bạn gái hơi dạng không? Không, tức là tánh anh thì với người khác thì có thể là hòa đồng vui vẻ, nhưng mà với bạn gái anh không biết nói gì, anh nhát lắm. Nói chung bạn gái cũng tính cách chọc chọc anh thì nó tốt hơn. Tại vì em rất là dạng.
thường là em nói chuyện với nhiều người, người lạ em có thể ghẹo được luôn. Đi với anh đừng có ghẹo, mất công người ta đánh. Không, tất nhiên rồi, đi với anh sao ghẹo được. Mấy người nói chứ không có làm đâu em. Mấy cái người im im, mấy người đó mới ghê. Em yên tâm, cái đó chị bảo đảm. Dạ. Rồi kế hoạch tương lai nếu tụi em hẹn hò với nhau, em dự định là sẽ về quê. Nếu như em về quê em làm việc thì anh có thể xuống dưới, nói chung là xuống dưới để gặp em được không? Được. Hiện tại thì anh đang ở quận mấy? Hiện tại anh đang ở quận 7. Tại vì anh quận 7, em quận 12, hai đứa mình xa lắm luôn á. Xa hơn em về Long An luôn á. Bây giờ cổ đang nói là pha như vậy, giờ hẹn hò sao thì... Cuối tuần thứ 7 em có thể đi được. Công việc của em thường là thứ 7, chủ nhật vẫn làm bình thường, ngày lễ vẫn đi làm. Em làm theo ca. Nhưng mà có hẹn hò thì anh phải nói trước, em sắp xếp lịch nhờ người làm thay này nọ, hay là em xin nghỉ ngày đó. Chứ đùng cái gì em nói sáng em nhắn ở bữa nay đi chơi nhưng em là chắc không được. Tại vì cái tính của anh là thích là làm liền không à chứ. Tại vì công việc của em thích làm liền không có được. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Con cái thì em thì con trai con gái đều được anh, nhưng mà em vẫn thích con gái hơn. Em thích hai đứa, đứa đầu là con trai, đứa sau là con gái. Mỗi người nói một câu cảm nhận về đối phương. Thực sự anh nghĩ là mình sẽ hợp nhau rất là nhiều. Anh hy vọng là mình có thể có một bước tiến gì đó nó mới hơn. Đơn giản là em thấy anh chắc hợp gu với em, cho em nhậu là được rồi. Trời ơi. Cô đi kiếm chồng mà cô cứ nhậu nhậu hoài hả, trời ơi à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm hay không bấm. Giờ cũng không cần phải nói gì nhiều, chúng ta hãy quyết định cho nó nhanh lẹ. 1 2 3. Mời em.